Thôi coi kỹ nha, một hồi con viết chữ và con phải vẽ hình đó nha, tất cả mọi người nha, và cho coi cho tới. Chữ đó tụi con phải viết cái chữ A, chữ B, chữ C, chữ D, chữ E. Và trong cái chữ A thì tụi con vẽ những cái chữ, những con vật hay những cái quả, cây quả mà nó bắt đầu bằng chữ A. Thí dụ quả táo là apple, thấy không? Ant là con kiến. Animal là những con vật. À, rồi cái gì nữa đó, bây giờ tụi con nhớ rồi ha, bây giờ lấy cái viết và cái tờ giấy để tên của tụi con vào và tụi con chỉ vẽ viết năm cái chữ đó thôi, A B C D E E, A B C D E, và vẽ những cái chữ A thì vẽ con kiến, ant or apple hoặc là gì đó mà tụi con nhớ ra, thấy không? Rồi bây giờ vẽ đi và cho tụi con 20 phút để vẽ. Chữ A, chữ B, về chữ C, chữ D, chữ E, chỉ có 5 cái chữ đó thôi. Tất cả tụi con vẽ cho bà coi. Còn anh Harry đó thì sẽ học với bà về cái sinh học. Tất cả.
cả tụi con đều vẽ nha. Vẽ xong rồi cho bà biết coi coi tụi con vẽ như thế nào. Nhớ nha, hồi nãy mình coi cái hình gì đó là mình vẽ theo cái đó. Hồi nãy bà cho tụi con nghe nghe những cái chữ A, B, C, D, E. 5 chữ thôi. Tụi con hát A, B, C, D, E, F, G. Nhưng mà giờ bà chỉ muốn tụi con chỉ có vẽ trong 5 cái chữ đó thôi. Tụi con phải viết ra chữ A. Hồi nãy người ta chỉ mình viết như thế nào. Tụi con phải viết ra như vậy cho bà coi. Thấy không? A thì tụi con vẽ trái táo, apple. Ant, animals. Animals là những con vật. Thì tụi con phải vẽ vẽ bi bắt đầu bằng chữ bo là trái banh, con bi là con ong phải không, rồi cái giường là bed, rồi gì nữa, hồi nãy giờ con thấy cái gì là con vẽ cái đó. A B rồi C à, con không biết ha, con confused đã ha, con không biết bây giờ con vẽ, hồi nãy giờ con không chịu nghe. Thì bà đang nói nè, tụi con viết chữ A, nãy mình coi letter A, I like letter A. Letter A is for apple, and thì bây giờ con vẽ cái trái táo là bắt đầu bằng chữ apple, chữ A, chữ A. Rồi bây giờ làm đi. Mỗi người làm. Rồi apple cũng biết nữa, apple phải viết chữ A, B, C, D, E nha. Apple tập viết cái chữ A đi nha. Này Apple thấy mà chữ A đó biết sao? Bà sẽ gửi cái bài này cho tụi con bây giờ vẽ đi, rồi bà sẽ gửi và coi đi coi lại hoài, cái bài này nó dài lắm, nó có tới chữ Z là nó 26 chữ cái là đúng không? Chữ cái à? Ừ, nó là chữ cái mà mỗi một chữ đó là cái tụi con nói an apple, apple là viết bằng chữ A, thì vẽ cái trái táo cho bà. Rồi bây giờ tất cả tụi con vẽ trái táo, vẽ hết ha. Bây giờ anh Harry. Rồi. Và Anna con vẽ đi, mọi người vẽ hết. Còn ok, bây giờ anh Harry đâu rồi? Julie con cũng vẽ luôn nha. Yeah, yeah. Rồi bây giờ con bây giờ bà dạy con về cái sinh học. Rồi bây giờ trong cái tiến hóa của sự sống, khi nói tới sự sống là phải có cái sự tiến hóa. Mà tiến hóa là gì? Là quá trình làm biến đổi sự sống từ dạng này qua dạng khác. Đúng không? Bà ơi, bây giờ con phải đọc sách sao mà cho nó nhanh đấy bà. Ok. Thì bây giờ bà con đọc cho nó nhanh đó. Đầu tiên nhất á là con đừng có rờ vào cái máy của mẹ. Con vào trong YouTube đó. Phải không? Harry con vào trong YouTube thì con mới tìm về cái gọi là nhưng mà giờ con trong cái điện thoại con vào YouTube khó lắm phải không? Con YouTube con có vào được không? Chẳng được, thưa bà. Được ha. À, ok, để bà coi thử coi trong cái điện thoại của bà. Bà tìm ha. Đó, tại vì trong cái bây giờ trong cái YouTube đó, bà tìm xong rồi bà cho con cái link. Ừ. Cái gì con? Nó bị ngược. Giờ con bị ngược ha. Giờ con quay nó lại. Con là trong cái con bị ngược phải không? À, con là trong con là cái laptop hay là gì? Hay là cái điện thoại? Điện thoại. À con là cái điện thoại ha. Cái bây giờ con để bà coi coi con điện thoại. Mẹ ơi được rồi bà. Được rồi ha. Ok bà, giỏi rồi. Bây giờ vẽ đi. Mẹ ơi. Rồi vẽ đi cho bà coi. Đừng có đụng cái điện thoại nữa. Rồi, bây giờ David vẽ đi cho bà coi. David vẽ chữ A. Xong rồi David vẽ con kiến, cái trái táo. Là A là ant, apple.
bơ là trái bóng. Bơ là trái bóng. Đây rồi. No. Trái bóng. Bơ là trái bóng. Trái bóng. Kìa anh đã sao? Nó đều với tôi về áo hay màu gì? Nó đều ở trong gọn trong cái trái táo thôi. À đâu được nè. Trắng to. Nó nằm. Nhưng mai em vẽ cái apple. Ừ, bây giờ được. Mà bà coi mấy bé nó quan sát như thế nào. Chữ A ở trong chữ apple. Dạ. Yeah. Bây giờ bà cho coi video ấy, em xem mấy cái hình vẽ theo mà. Từ từ đi, mấy bé nó sẽ tập cái gọi là concentration, gọi là đặt chú tâm vào một cái gì. Bây giờ bà tập rất là nhanh. Mà mấy bé nhỏ nhỏ đây là bà thấy là đã hiểu được bà nói gì là tụi nó làm theo, thấy không? Rồi có nhiều bé là không có chịu focus vô, nó phải từ từ. Ok. Áo với con chim đó. Chữ Y. Ok, con Harry. Con vào trong YouTube đó, cái con đánh cái chữ sinh học, nó sẽ ra nhiều thứ cho con lắm. Con mấy cái con xem người ta làm video bằng tiếng Anh đó bà. Ừ, cái này video bằng tiếng Việt, bây giờ con muốn là video bằng tiếng Anh hả? Cân bằng cho các chất lỏng trong cơ thể. Nếu mà video bằng tiếng Anh thì con đọc đâu được. Bây giờ con vô cái video bằng tiếng Việt đi, rồi cái tiếng Anh từ từ mình học theo, học sau. Có nhiều cái lắm được bạn. Rồi bây giờ Harry nè, Harry cái cuốn là sách của con. Bây giờ dựa trên cái cuốn sách của con đó, bây giờ con đọc làm sao mà cho nhanh phải không? Thì con phải chia nó ra. Chẳng hạn như có 8 phần học, thì trong 8 phần học đó con chia nó ra. Con chia nó ra trang 3, trang 5, trang 6 là 3 cái trang đó, 3 cái chương đó. Là con đọc là hóa học, là the chemistry of life, tiếng Mỹ nó gọi là the chemistry of life, là hóa học của sự sống, phải không? Yeah. Hóa học của sự sống. Thì bây giờ cái chương 3 của con đó, chương 3 của con là nó nằm ở trong, để bà coi cái trang, nó có cái trang.
chương 3 hình như là nó kêu là phần 1 đó bà. Phần 1. Dạ, để bà coi coi. Đó là bài nha. Chương không, hóa học của sự sống mới là phần 1. Đúng không? Hóa học của sự sống là phần 1, đúng rồi, là chương 3, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6. Rồi David con vẽ chưa? Con phải viết chữ A, A, B, C, D, E. 5 cái chữ đó, mỗi một cái chữ là con phải vẽ cái hình. Ví dụ như apple là bắt đầu bằng chữ A, đúng không? Xong. And là bắt đầu bằng chữ A. Tất cả những cái con, một cái đồ vật gì mà bắt đầu bằng chữ A là con vẽ ra cái hình đó cho bà. Rồi từ từ con sẽ viết ra cái chữ apple cũng như chữ ant. Đó là gì, bây giờ tụi con là phải tập viết và tập đọc. Rồi bây giờ cái phần 1 đó là hóa học của sự sống. Nhưng mà trước khi Harry, trước khi học cái hóa học của sự sống thì con phải biết cái tiến hóa nó như thế nào, đúng không? Bởi vì sự sống nó có tiến hóa. Tiến hóa là sự biến dạng. Rồi Apple giỏi lắm. Apple vẽ cho bà coi coi. Chữ A. Apple viết chữ A đi. Chữ A đó. Apple có biết viết không? Nghe cho bà coi. Đi cho bà coi cái chữ A. Apple viết sao? Vẽ cái chữ A cho bà coi. Thì trong cái Harry, trong cái sự sống đó, nó có cái sự tiến hóa. Tiến hóa là sự biến đổi, phải không? Trong cái cuộc sống nó có sự biến đổi từ cái dạng này qua cái dạng khác. Dạ. Yeah. Bà nghe con nói không? Alo. Rồi bà đang nghe. Biến đổi từ dạng này qua dạng khác thì cái trong cái sự tiến hóa đó con phải hình dung ra tiến hóa từ con vật. Thấy không? Từ chẳng hạn bây giờ mình lấy cái ví dụ của cái con hươu cao cổ. Tại sao nó tiến hóa tới như vậy? Hồi xưa trước kia chắc có lẽ nó ở trong cái chỗ mà môi trường cái cây nó thấp thì cái cổ nó ngắn. Tới một cái môi trường nó không có cái cây ngắn nữa, cây thấp nữa, nó cái cây thật cao. Cho nên nó phải rướn cái cổ nó lên cho tới khi cổ nó dài tới cái mức độ đó để ăn cho được. Thì nó mới sống còn được. Đúng không? Cái đó là cái sự tiến hóa để mà thích nghi với cái môi trường. Đúng chưa? Thì trong cái sinh học là cơ thể con người cũng vậy. Trong cái sinh học cũng vậy. Những cái tế bào cũng vậy. Nó cũng phải tiến hóa để mà nó thích nghi với cái môi trường. Đúng không? Con người cũng vậy. Ví dụ con ở nơi cái chỗ trời nắng quá, nóng ở đâu? Ở chỗ mà nóng thiệt là nóng đó. Nó gọi là không, Ecuador. Ecuador là tự nhiên mà không biết tiếng Việt thì bằng gì. Những chỗ nóng thiệt là nóng thì cái da của tụi con nó sẽ bị đen đi. Nó tiết ra một cái chất melanin, phải không? Một cái chất sắc tố đó, nó đen sậm. Nếu mà nó không đen sậm đó, là mình bị ung thư, mình chết. Đúng chưa? Thành ra tự nhiên cái chất melanin đó, nó sắc tố, nó làm cho da mình đen. Vậy tại sao người ta da đen? Da đen là tại vì cái phải thích ứng với lại cái môi trường. Chứ không phải người ta sinh ra mà người ta bị đen. Đúng chưa? Vì thích ứng với cái môi trường ở đó, cho nên cha mẹ nó sanh ra đen, cái thì tới chừng nó sanh ra con nó, thì nó có cái di truyền đó, cho nên nó bị đen. Đúng không? Yeah. Đó. Thì thí dụ những người mà sống ở Bắc Cực, ở Bắc Cực cái da nó trắng lắm. Tụi con thấy không? Ở Bắc Cực nó lạnh, cho nên da nó rất là trắng. Thành ra cái đó nó nói là cái gì? Cái đó là sự tiến hóa đó. Nó thay đổi, nó biến dạng. Người ta hay dùng từ thích nghi ấy bạn. Ừ, thích nghi. Đúng rồi.
Thì cái đó là cái mà tổng quát tụi con phải nói ra, thì có 5-6 chữ thôi, nhưng mà khi mà người ta đưa ra một cái đề tài là tụi con phải hiểu, phải đi từng từng giai đoạn một, từ cái giai đoạn tại sao nó lại bị như vậy. Thấy không? Thành ra cái ông Darwin đó, ông mới là đưa ra cái thuyết tiến hóa của ông. Cái thuyết của ông đó, cái chính cái ý tưởng của ông là những cái gì mà nó đủ sức mạnh để nó chịu đựng, để nó tồn tại thì nó mới tồn tại được, còn nó mà nó yếu là nó bị đào thải. Không, thành ra trong cái câu ý tưởng của ông là những con vật mà nó gọi là cái gì, người nào mạnh nhất là người đó được tồn tại, còn người nào yếu thì sẽ bị đào thải, sẽ bị chết. Bà ơi, nếu lạnh thì trắng, đúng không bà? Đúng rồi. Để trời lạnh, mình ở trên Bắc Cực là da mình nó trắng. Nếu mà tụi con không có đi ra ngoài ánh nắng là da cũng trắng. Đúng không? Tại sao da tụi con bị đen? À, da bị đen đó, da bị ngâm đen đó là tại vì tụi con ra tới ánh nắng thì trong cái da, cái sắc tố của nó tiết ra một cái chất, nó gọi là melanin, để mà nó bảo vệ cho mình. Nếu mà mình ra nắng mà mình không có chất nó bảo vệ là mình bị ung thư, mình chết, là mình bị chết liền. Thì như vậy đó, trong cái hóa học của sự sống. À, bây giờ con muốn đọc không? Đây nè, con phải tập để mà ghi chép và chỉ cho con ghi chép. Trong cái hóa học của sự sống đó, nó có, để bà coi có mấy phần. Nó có 5 phần. Hóa học của sự sống từ chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 đó là nó có 5 phần. Đúng không? Thì trong cái hóa học của sự sống thì người ta nghiên cứu sự sống. Người ta tìm hiểu thế giới của sự sống. Người ta tìm hiểu thế giới của sự sống bằng cách nào? Con lật qua trang bà có cái trang. Tụi con phải ghi ra, bà ghi ra như vậy. Con lật qua trang 3. Con mở trang 3 ra thì còn người ta tìm hiểu cái tổng quan là tìm hiểu thế giới của sự sống. Xong rồi trong cái tổng quan đó nó có một cái khái niệm. Thấy không? Cái khái niệm đó, khái niệm của sinh học thì gồm có cái sự tiến hóa bao quát toàn bộ sinh học, cũng là trang 3. Con đọc kỹ trang 3 là tụi con sẽ thấy. Rồi con sẽ thấy những đặc tính nổi trội của cái sự tiến hóa. Rồi các sinh vật nó tương tác với nhau, nó trao đổi năng lượng với môi trường và vật chất. Cái đó con đọc từ trang 3. Trang 6, cấu trúc và chức năng phù hợp với nhau. Tế bào, đơn vị cơ sở về cấu trúc, chức năng của cơ thể. Tính liên tục của sự sống. Đâu, đưa bà coi. À, đưa bà coi. Chữ A. Con phải viết cái chữ A. Chữ A, rồi chữ B, chữ C. Ok, chữ D, chữ E. A, B, C, D, E là 5 chữ. Đúng không? Ok. Rồi cái chữ B đâu? Bạn không thấy chữ B? Có chữ B không? Dạ. Con dễ nổ quá. Con phải viết chữ B. Để sau này con phải viết chữ chứ. Đúng không? Thí dụ con mèo thì con phải viết. Dễ chăm rồi bà ơi. Đâu, đưa bà coi. Ôi, tuyệt vời, đẹp quá. Ok. Apple. Rồi. Hay ha, rất là giỏi. Rồi, nhưng mà con phải viết, bà cho cái chữ đầu là chữ A, thì tụi con phải biết viết A, Apple. Con biết viết chữ Apple không, Tony?
bà cho nghe lại và bà sẽ gửi cái bài này cho tụi con và tụi con đọc, tụi con hát luôn cái bài này nữa. Theo một cái chữ ABC thôi mà đủ thứ nhạc để mình hát. Đúng không? Chứ không phải chỉ có... Đúng không? Cái bài hát nó có thiệt. ABC, EFG. Đâu với, không nhất thiết phải hát một điệu. Mình có thể 100 điệu cũng được nữa. Đó, đúng rồi. Cho nên bà muốn cái đó nó phong phú. Thấy không? Thành ra bà muốn tụi con học như vậy đó. Đâu phải chỉ có chừng đó đâu. Nó thiếu gì. Bây giờ Tony, con có khả năng con làm còn nhiều hơn cái đó nữa. Bây giờ con thay vì Apple, Enter, nó còn có nhiều chữ bắt đầu bằng chữ A lắm. Thấy không? Rồi bây giờ con phải viết cái chữ ra nữa chứ không phải chỉ có làm vậy thôi. Thí dụ bé Apple thì không biết viết. Con là biết viết rồi mà. Con biết viết không? Thấy không? Apple con biết viết không? À ok, David thì đang vẽ ha. Rồi giờ Thùy Dương với Phương Linh đâu? Vẽ tới chữ Y chưa cho bà coi? Con làm xong rồi bà. À con làm xong rồi hả? Yến Xuân làm xong rồi, đưa bà coi coi. À, Yến Xuân kêu vô. Ôi, hết say. Very good. Bobby, cow, car, door. Đó, kìa. Đó, nên nhìn Gabriel với lại Michelle làm nè. Đó, bà muốn tụi con làm giống như là Michelle làm vậy đó. Ừ. Ok. Very good. Ok. Yến Xuân đây hả? Giờ Yến Xuân con vô trễ. Thành ra con chưa có làm được, phải không? Ok. Rồi, Tony. Tony, được rồi. Rồi bây giờ Gabriel với Michelle là good rồi đó ha. Bây giờ bà muốn Gabriel với Michelle viết cho bà nha. Okay. Thôi đẹp quá. Ok. Apple viết đẹp quá ha. Apple hay là ai đây? Phải Apple không? Yeah. Rồi, rất là đẹp. Rồi còn Julie đâu? Julie vẽ đâu đi cho bà coi. Rồi Julie đâu? Julie vẽ cho A B C D E 5 chữ nha. Julie làm cho bà đúng 5 chữ. Rồi Julie đi cho bà coi coi. Rồi Julie làm rất là đẹp. Rồi giỏi. Cat, Apple, very good. Rồi giờ Julie, cat là chữ C, Apple là chữ A. Ok, rồi làm thêm nữa. Rồi A, rồi chữ B. Chữ C là con gì ta? Chữ C là cat, con mèo. Vẽ con mèo với chữ cat hả? Yeah. Con mèo là con gì? Hồi nãy mấy con mèo vậy? Con vẽ con mèo đi. Vẽ con mèo rồi ghi cái tên nó vô. Cái mèo. S-I-T-T-A-T. Rồi bà sẽ gửi cái bài đó cho tụi con nha. Rồi tụi con sẽ coi vô đó mà vẽ nha. Ok. Rồi bây giờ anh Harry. Bây giờ trong cái phần 1 đó, nó có cái nghiên cứu về sự sống. Thì con phải, bây giờ mình khoan đọc. Bây giờ mình phải hiểu.
Rồi bây giờ bà muốn mấy người mà vẽ xong rồi đó, bây giờ làm câu cho bà nha. À, làm cho bà một cái câu với cái con đang vẽ. À, con đang làm gì? Con đang xếp cái tàu hả? Cái thuyền hả? Đẹp vậy. Oh. Ok. Bây giờ Gabriel với lại Michelle làm câu cho bà nha. Ok. Viết cho bà mỗi một chữ về 5 câu. Mỗi một chữ 5 câu. Bây giờ em không làm gì đâu, đưa bà coi. Mỗi một chữ là viết 5 câu á? À, một chữ làm 5 câu. C. Hay. Rồi bây giờ Tony, Tony cũng vậy nha. Tony mỗi một chữ làm câu cho bà. Chữ D này là cái câu. À. The door, Bây giờ mỗi một chữ, mà thí dụ cái chữ con vẽ là cái apple. Bây giờ con phải viết một cái câu. I like to eat apple. Con biết chữ like rồi, đúng không? I like apple. I like to eat apple. Nào. Ok. Bà ơi, nếu là Rồi bây giờ bà ơi bà. Xong rồi bà. Giỏi, đẹp quá. Rồi, very good. Đó, bữa nay Apple học được chữ cat. Apple đọc cat cho bà nghe. Apple đọc cat. Rồi, con mèo của Apple đẹp quá ha. Cat. Giờ Apple đọc nè. Bà đọc. Apple đọc theo bà nha. Apple đọc theo bà nha. I have a cat. Mỗi chữ cái này nè. Rồi, Apple đọc theo bà nha. I have a cat. Đứng hình rồi. Rồi, chú đi đâu đi. Từ sao khác nhau. Đặt câu á. Cat. Anh thua. Từ khác nhau xong rồi. Rồi, Apple đọc cho bà nghe nè. I have a cat. Con có một con mèo. I have a cat. Đúng rồi, giỏi quá. Đọc lại, one more time. I have a cat. Have a cat. I have a cat. I have a cat. Đúng rồi, bây giờ tới David. David vẽ xong chưa? Chưa. À, ok. Giờ Apple nói cho con mèo của Apple màu vàng, thấy không? Mèo Apple màu gì? Con muốn con mèo của con màu gì? Màu vàng. Ok, màu vàng là yellow. My cat is yellow. Con nói đi, my cat là con mèo của con đó. Con mèo của con nó màu vàng. My cat is yellow. Rồi coi coi Gabriel với Michelle làm câu cho bà coi nha. Rồi Tony